để dạ. Làm gì? Dạ để lo hồ sơ xin việc làm ba. Bỏ học xin việc làm mà việc gì ai cho bay làm chứ? Dạ con và chị Lan lo chạy đủ hồ sơ để bước ra đời kiếm sống, làm thông dịch thiên ai thơ ký văn phòng. Đã mấy năm rồi đi học tiếng Anh thì bây giờ đây phải lấy lại bằng hiền. Thật gia đình mình sa sút đến hồi nguy kịch, nhưng ba nghĩ cũng phải đến lúc phục hồi. Để chúng ta gây dựng lại gia đình, hai đứa bay học hành cũng chưa có tới đâu, thì làm sao chống chọi với thói đời dư luận. Mặc dù mình ăn theo thở ở theo thì dư luận đâu có nuôi sống được mình, trong khi ba hưu trí lâu rồi một mình má cũng khó sở xoay. Cái gì? Cái gì mà cha con bay đem tao ra bà cãi? Chết đói đến nơi nè, xe tay nó xúc hết rồi. Gì mà bà té rẹt chứa vô nhà bà la ó lên vậy hả? Ông còn biết cái gì ngoài cái chuyện ro ro nhỏ nhỏ hay là... Đó, ba thấy không? Điều này là má cục vốn rồi, gia đình này đã suy, bây giờ có nước sụp luôn chứ gượng gì nổi. Ba mày thì nằm chống cẳng tối ngày, còn tụi bay thì tiền trường, tiền sách, tiền quà, tiền cáp, tiền... Dạ, bởi vậy con mới... Thôi, thôi, đây nè, tao viết rồi đó, mày muốn vậy thì cho vậy đi. Dạ, thưa ba con đi, thưa má con đi. Vậy hả? Cho vậy là sao? Hả? Bà làm tôi giật mình mà, thì tụi nó thấy bà đầu tắt mặt tối, rồi tụi nó... Đi 8 lần 7 lượt mới gặp mặt chú già, thiệt là mới thắng một hơi, bộ muốn giật luôn cả vô lẫn lời. Đã 8-9 tháng mà nhắn cũng không qua, định lánh mặt luôn, mà tôi nói nội tuần này sẽ nhờ đến pháp luật. Và kể từ giờ này đừng nghĩ nói đến việc xuôi gia, đừng mong có chuyện hôn nhân. Có biết việc gì liên hệ giữa ba má con với gia đình của tôi? Tính trừ nợ bằng cách gả con. Mấy người hốt quá thì lắm kế nhiều môn mà, kế tuy thâm độc nhưng mà đâu có được. Xúc phạm ba má tôi với lời lẽ mất dạy thì tôi không có nhịn mà. Không nhịn rồi mày làm gì tao? Cô đi ra khỏi nhà tôi. Trả nợ đi, khỏi đuổi người ta cũng không có ai. Nè, mày tới đây làm gì ở đây đây? Chưa bước vô nhà là đã nghe tiếng mèo ngóng ngóng rồi hả? Để nợ. Mày là con riêng của gì? Gia đình này mắc nợ là mắc nợ ba tao kìa. Mày không có quyền gì biết chưa? Nè, anh đừng có quên tôi là con của má tôi, mà má tôi là vợ của ba anh. Ba anh chết rồi, người thừa kế là vợ ổng. Vợ ổng là má tôi, và má tôi còn sống nên hiện thời anh chỉ là một người dư ngoại cuộc, không có quyền hạn gì cả. Mày dám làm mặt với tao hả? Đi về. Ông về. Ở đây đòi nợ, ở đây chửi vậy đó. Hôn sản. Trời ơi, mày đánh tôi hen. Tại vì tao biết má tao cho mày coi. Dạ, hai bác cũng đừng buồn. Chuyện gì rồi để con thu xếp hết cho. Anh Tuấn. Em Lan. Chắc chúng mình không có duyên nợ với nhau rồi anh à. Kìa, tại sao vậy Lan? Chúng mình yêu nhau đã được sự tác thành của đôi bên cha mẹ, thì chẳng có mãnh lực nào ngăn trở chúng ta tiến trên con đường hạnh phúc. Nhưng em thì nghĩ khác. Em nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta phải tùy thuộc cha mẹ họ hàng. Nếu một đàn đã bị miệt khinh thì Lan bộ em không tin lòng dạ của anh sao hả? Âm thanh của cháu mà chưa thất lòng, bác tin cái việc này không có xảy ra. Vì đàn ông đã hứa là họ giữ lời, còn đàn bà thì lòng dạ đổi thay. Thế mở miệng ra là chê trách đàn bà, đàn ông như vậy xứng đáng lắm hay sao? Dạ, xin hai bác hãy yên tâm, cháu về lo thu xếp cho ổn thỏa. Bằng không cháu sẽ lo chạy hoàn lại cái đủ số cho dì cháu, là mọi việc nó sẽ êm xuôi tất cả. Lan, em hãy tin anh. Dạ, thưa hai bác cháu về. Anh về nghe Lan. Ông thấy nhục chưa? Gì nhục? Bao nhiêu cũng đốt, đốt cho hết, để bây giờ... Thôi, thôi, bà im đi. Cái gì cũng tại bà hết á. Tại tôi sao? Thôi mà, má ba cằn nhằn nhau, đổ thừa cho nhau cũng không giải quyết được việc gì. Mà không khí trong gia đình nghèo túng vốn nên nặng nề khó thở,
giờ đây phải buồn khổ thêm nhiều. Mình má tay đột trong sông, phận làng con không phép đứng trong cha mẹ già mỏi mòn tầm đau. Bươi vào năm mươi tháng gầy lao, hiểu trước phục sao mà nó vẫn ngập đầu. Chớ con nghĩ coi, một người làm bãi tám người ăn khỏi thiếu nợ. Hãy chi ba mày nghĩ cách bớt bớt. Bớt cái gì mà tình cảnh này bà không thấy tôi bớt thầu dở tay không nổi, dở chân không lên sao? Cha dở gấu thì nhỏ má. Thôi má, ngày xưa ba lặn lội còng lưng bươn chải xoay tóc để nuôi mẹ con mình, giờ đấy tuổi già chồng chất thế mang bệnh tật, mẹ con mình phải ra sức chu toàn bao bọc. Dù cho khổ sầu cực nhọc cũng chẳng nên nặng tiếng tham gian. Đứa con cũng thấy má đã kiệt sức rồi, con già em quê định phải bỏ ngang đường học dân, sớm ra đời tiếp với má một tay hầu lo thanh toán nợ nần. Mà lòng mà thêm tê tái thương làm sao đàn chim non bé bồng mới biết bài. Ê, mày tính sao được đây, mày tính tao đi nằm. Ba má đợi con về sẽ có tiền ngay. Con đi nghe má. Con đi mau về nghe con. Ủa con này, tiền ở đâu mà nó nói có vẻ quả quyết sẵn sàng vậy cả? Má, chị Lan đi đâu mà dỗ dã vậy má? Chạy tiền trả nợ cho dì thằng Tuấn. Kìa, anh Tuấn lại kìa. Anh Tuấn, anh biết việc đòi nợ của dì anh chưa? Biết rồi quẹ à. Sao anh không nói giùm với dì anh nán lại vài tháng để tôi với chị Lan đi làm trả cho? Nói rồi, nhưng không ăn nhầm gì hết á. Dì ba anh đã chết rồi, quyền trong tay là của dì ấy. Anh sẽ nhờ luật sư cố gắng kết thúc sớm vụ tranh chấp gia tài để bán bớt cái sản nghiệp của anh mà trả cho dì. Nhưng nếu dì ghẻ của anh cản trở thì sao? Thà rằng anh cam chịu lỗi đạo với vong linh của người cha thương mến, còn hơn là để cho kẻ không có công sanh dưỡng mà trói buộc đời anh trong áng mây mù. Vì của anh xem thường nhân nghĩa trọng chữ sang giàu, nhưng dù sao cũng là kế mẫu phận làm con, anh không có quyền trách cứ bậc vong niên. Huệ ơi, người ta có thể sang đoạt tất cả cái di sản của ba anh, chớ buộc anh phải xa lang. Tức là họ cố tình xua anh ra trùng dương giữa hồi dậy sông. Anh Tuấn, anh có biết gì sao má tôi thương mến anh và chấp nhận cuộc tình giữa anh và chị Lan tôi không? Lựa là em phải hỏi. Thâm tình giữa hai gia đình đã có từ khi chúng ta còn bé bỏng đó. Phải, ba má tôi thương anh không vì cái gia tài đồ sổ, mà vì anh có đức ý đồ hơn người. Vì thâm tình hai họ tắc kỹ chặt lâu đời, ba má cả đến em cũng thầm cảm ơn.
phải nói ra đây, để xúi anh lỗi đạo, vì người vì cái nghiệp. Nhưng nói để thấy rằng anh chỉ không thể tìm được hạnh phúc trước một bà mẹ dòng ghen ghét đi nàng dâu. Thôi, con không nên nói nhiều như vậy. Tuấn, cháu đừng bận tâm đến nữa. Nợ của hai bác sẽ để hai bác lo. Dạ xin lỗi, có phải đây là nhà của bà Phán Hội hay không? À, có thơ và tiền của cô Lan gửi về cho bà nè. Đúng 100.000 đó, xin bà hãy đếm kỹ lại đi. Nàng ơi, con nhỏ nó mẫn gì mà tiền vô nhắc cái vậy kìa. Thờ nó nói gì ở trong đó con? Dạ để con xem. Chị Lan bảo đã nhận việc đi ra ngay Vũng Tàu, gửi 100.000 về cho má trả nợ cho người ta. Và nhắn với anh Tuấn là đừng tìm chị nữa, hãy quên đi lời hứa hẹn của đôi bên. Ủa sao lạ vậy cả? Thôi thôi, để tôi nói ra cho mọi người cùng hiểu nè. 100.000 kia là của ông chủ tôi trao đó. Còn khi mà một người đàn ông trao cho một cô gái số tiền to như vậy để làm chi thì chắc ai nấy tự hiểu rồi. Trời ơi trời, con tôi nó... Má, má. Trời ơi, tại sao Lan lại làm như vậy nè trời? Anh Tuấn, má, tỉnh lại má. Má ơi. Cô, cô thấy trong người khỏe chưa? Cô mê man ba hôm nay rồi, mới tỉnh lại từ chiều hôm qua đó. Tôi nằm đây đã ba hôm rồi. Và đây là... là bệnh viện. Dường như cô gặp tai nạn tại cầu Bình Lợi. Cũng may có ông nhảy xuống sông với cô và đưa vào đây đó. Thế à? Làm sao tôi nhắn lời cảm ơn ấy? Bữa nào cũng tới đây hết trơn á. Nè, tôi hỏi cô đừng giận, cô đừng chối nghe. Ông nói cô là người yêu của ông, phải không? Hả? Tôi là người yêu của ổng. À, cô biết là ổng tên gì không cô? Người ấy chính là anh ruột của tôi, tên Lý Quốc Hùng. Quen đêm sống hào hoa, anh nói anh yêu con từ thuở còn học ở nhà trường. Hỏi tôi đi học trên Đà Lạt nên không hân hạnh cùng cô giáp mặt. Cái tên Hùng tôi nghe cũng quen quen, nhưng mà tôi không nhớ là quen ở dịp nào. Có nhiều tên Hùng mà trong hàng bạn bè bằng hữu. Có lẽ cô nhớ đúng rồi, anh với cô ngồi cùng một. Lan đã bình phục rồi. Lan khỏe hẳn chưa? À, Hương à, em đi xuống câu lạc bộ mua cho anh chai nước suối nhé. Vâng, em biết điều mà, cần gì đuổi khéo. Con nhỏ này nó nói gì đâu không à. Lan à, Hùng xin lỗi là không làm sao moi đâu ra địa chỉ để thông báo cho gia đình hay, nên bất đắc dĩ phải nhờ đến báo chí. Chắc giờ phút này người nhà của Lan cũng sắp đến. Anh cứu tôi. Đó chỉ là một tình cờ may mắn. Không may mắn cho ai cả. Tôi muốn chết, nhưng tại sao? Nghĩa là Lan đã tự sát. Nhưng tại sao Lan lại làm như vậy? Anh hỏi đi làm gì? Anh ác lắm. Anh bắt buộc tôi phải kéo dài sự đau khổ. Đừng suy nghĩ nhiều. Lan sống là Hùng mừng rồi. Hùng mong được giúp đỡ Lan, dù là... Không, anh không giúp ích gì được cho tôi giữa lúc này cả. Lan còn khinh bỉ tôi như ngày nào phải không? Nay thì tôi không có, thì không còn một quyền gì để khinh thị bất cứ ai. Anh đừng nghĩ như thế. Đã biết thế mới đừng trách hờn chi nhờ.
những chiều anh về muốn đừng để lệ buồn quen ma thăm nếu mai anh lỗi hẹn không về. Tùng dương chôn vùi tự ái mượn tháng năm dài bôi xóa bóng hình lang. Có lẽ trời không phụ lòng thành nên xuôi khiến cho chúng mình gặp gỡ. Cho duyên hờ nỡ lỡ quá xưa giờ đây còn cờ tái hội nối lại khúc thương cầu. Buộc tôi kéo dài kiếp sống, dù anh có thành thật yêu tôi cũng trễ rồi, vì giờ đấy tôi đâu còn xứng đáng. Nếu Lan không khinh tôi như thuở trước, tôi sẽ cưới Lan, tôi sẽ cưới Lan. Anh ơi, cái dĩ vãng bợn nhớ dù sao nó cũng vẫn là một bản án, nó cũng sẵn sàng làm vợ ta hy vọng khi có người còn gánh nặng tương lai. Với chồng người vợ có thể quên quá khứ, vì đàn ông họ có quyền kết đùa với tình ai. Trước khi dừng lại để chọn bạn trăm năm, nhưng riêng họ không thể đánh mất vương trinh trước lễ đồng phòng. Anh không phải là một người chồng cố chấp, trong khi Lan tự sát vì lỡ mất thời tôm. Đã yêu thì yêu cả trăng đen, phương chi em vốn không phải gái hư hèn. Nhưng trời ơi Hùng, chỉ khổ tâm thôi. Tôi đã nhất định cưới cô rồi. Rồi anh sẽ hối hận gì dĩ vãng? Không, chúng ta chỉ có tương lai mà thôi Lan à. Hùng, khóc nữa đi Lan, khóc nữa đi để xoa bôi dị dạng cho ngập tràn hạnh phúc. Trời ơi Lan ơi, khóc mà. Con thương mà. Trời ơi mà. Trời ơi để tôi nói cho mà khóc mày làm sao tôi nói. Cái đồ khốn nạn, để tao khóc. Ủa để tôi khóc. Nó dùng tiền bạc nó giết con tôi địch rồi. Còn mày, mày là thằng nào? Mày vào đây làm cái gì? Có phải mày là cái thằng phá không? Ba, hả? Anh Hùng là người cứu con thoát chết đó ba. Dạ, dạ cháu cứu. Cứu ai? Cứu, dạ, dạ, dạ chào hai bác. Ủa nó vậy hả? Thôi xin lỗi nghe, xuống con gái coi, đừng giật mình. Nói vậy cháu đây là dạ, dạ hai bác ở chơi, cháu xin phép. Dạ, dạ bác ở chơi. Trời, tướng tốt quá ta. Lan, biểu coi. Nói vậy cái thằng này nó không phải là cái thằng nó phá hoại đời của con đó sao? Vậy thì trời ơi, còn cái thằng nào? Cái thằng nào? Trời ơi, nó phá hoại đời con tôi, nó giết con tôi phải đưa nó ra tòa. Ủa, ra tòa. Ba, việc đã lỡ rồi, nhục nhã nhiều rồi. Và lại cũng do con liều mạng sống này để cho ba má được yên vui, không xấu hổ vì họ hàng. Chứ có phải là tại ai đâu. Con à, con có biết từ cái phút được tin con đem ban cả cuộc đời trong đắng, ba thấy như mình vừa uống liều thuốc đắng. Vật vã cả linh hồn và bức rứt cả lương tâm. Từ bữa con đi nhớ trống trải cả gia đình, tự sát như kẻ mất hồn má chực chờ để chết theo con.
sự đã qua. Xin ba má chớ ưu sầu, con xong bốn phận hiếu để vuông tròn. Gia đình ta nay chỉ còn có con quê, tuổi mong vừa tròn phải nào nề thất vọng, rồi ba má lại thất hứa với người. Chỉ biết có em thầm yêu Tuấn mặn nồng. Không, chị đừng lo, đừng nghĩ đến tương lai của em hay của Tuấn, vì hiện tại bệnh của chị chưa thuyên giảm. Còn cánh chim xanh bỏ vườn, tình hận bay mất tận phương nào. Còn đâu nữa mà gan tiếng kêu gào, chỉ còn lại đây một niềm tủi hổ mà cả gia đình ôm lấy để sức. Những gì của chị xin nhường lại cho em, nhường cả bổn phận làm con và cả mối tình đầu mà từ lâu em vẫn thầm mơ. Không, chị đừng nghĩ quá như vậy, dù cho đó là một sự thật. Em ơi, cũng bởi vì đó là một sự thật nên chị năn nỉ em. Em hãy nghe lời chị nói đấy, có thể coi như là lời đắn đo. Chị Lan, sao con nói quấy quá vậy con hả? Đời không đang sống cùng đồng nghĩa với một sinh hoạt đã chết đi rồi. Hạnh phúc lâu dài và thế nào sẽ bị người tình khinh bỉ, trót để cho mộng đầu tan vỡ thì chỉ cam đành với số phận của mình thôi. Ồ, sao mà đông quá vậy nè, bác sĩ này chết, bệnh nhân chưa được khỏe, xin quý vị hiểu cho. Thôi mình về ông ha, để con Huệ nó có cô y tá đây giúp đỡ con rồi má. Để Huệ đi học đi, về đi em. Thôi má về nghe con. Cô uống tí sữa nhé. Dạ cảm ơn cô, tôi không thấy đói. Cô cho phép tôi nằm một mình yên tĩnh một chút, cô đừng phiền nhé. Không có chi, chào cô. Anh Tuấn không vào được bây giờ đâu. Ô kìa Huệ, Lan nằm phòng số mấy? Tôi đã nói anh phải đợi vài giờ nữa, tới tối chúng mình trở lại, vì bác sĩ cấm. Trời ơi, vậy là tôi phải làm sao bây giờ? Chỉ còn hơn 30 phút nữa là tôi phải lên đường rồi đó. Hay là... Anh đi đâu mà nửa tiếng nữa phải lên đường chứ? Hôm qua, trước khi chị Lan định tìm cái chết thêm một lần nữa, thì chị ấy có nhắn lại với... Hãy subscribe.
thần đôi mặt nhau để nghe rõ tiếng bạc tình. Trời ơi tôi biết phải nói làm sao rõ ý của lòng, làm sao anh đừng cầu đừng giận hờn đắng còn mấy mươi phút giây ngắn ngủi tôi sẽ lên đường xa xứ, không biết lòng đã thứ tha cho người bà phận hay còn căm hận kẻ trắc nết lang tâm khéo dấu che tội thiếu chung tình. Một một công trình mà hai đứa từng chùm đầu toan tính, tưởng chừng như sẽ tác biển dời sông, nhưng bây giờ kể như đã uổng công bao năm chăm sóc nâng niu một đóa hoa hàm tiêu, chỉ một chiều lỡ đến đấy chòm ong rủ vào. Đành rằng chị Lan mang tội nóng nổi với mọi người, trong đó có anh, nhưng nghịch cảnh anh thừa biết nó từ đâu ập tới mà. Huệ muốn đổ tội cho tôi đó phải không? Mà cũng có lẽ tôi là duyên cơ, là phụ phàm cũng nên. Tuân, nỗi hận sầu dễ làm cho miệng lưỡi đắng cay, em chỉ muốn anh xét lại tình huống của người yêu để rộng lòng tha thứ, vì chân mỹ của tình yêu là sự thứ tha vô lượng, mà kẻ yêu đương coi như một lợi khí để trông giữ thành trì tình ai. Em muốn hành động ngược lại hoài bão của chị Lan bằng lời kêu gọi đôi bên đừng. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rời khỏi Sài Gòn này và hấp tấp chọn cho mình một tương lai sáng lạng. Huệ, Huệ nói với Lan giùm tôi lời vĩnh biệt, vĩnh biệt quê nhà và vĩnh biệt cái tình yêu. Anh Tuấn, anh đừng quên em gái của Lan vẫn giữ trọn cảm tình và hình bóng người yêu của chị. Vĩnh biệt Huệ. Không, anh nên nói tạm biệt thôi. Xin, xin từ giả Huệ. Tuân, nhớ gửi thơ cho em nhé. Thượng lộ bình an. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ,
Mở. Người ta coi hát, người ta cảm động, người ta khóc là phải rồi. Còn mở, mở thì sao vừa hát vừa khóc con mình anh vậy? Không biết nè. Thấy con Cẩm Tú nó bị đòn bị bỏng hoài, cháu chịu không có nổi, mới vậy. Nhưng mà sợ má cháu với cô ba nó nghe thấy đó, nên mới lén ra đây khóc thầm cho bớt khổ. Tôi nói không phải nói chứ, mở làm dâu mà người ta coi mở như là con ở không bằng vậy đó. Còn con của mở nữa, bởi vì nó cũng là cháu nội của mình. Mà tôi không hiểu tại sao mà cái nhà này lại coi như là một thứ trôi sông lạc vợ vậy, không biết nè. Bổn phận làm dâu, nhà không người ăn kẻ ở, thì mình phải lo làm cho chú Tư. Nhà chồng có thương thì nhờ, bằng không thì cũng cam chịu, chứ đâu có dám tham gia. Tôi thấy hoàn cảnh cô mợ mà tôi muốn đứt ruột vậy đó. Lâm khi tôi muốn nói quịch tẹt ra hết, để ít ra cũng cứu vớt được mẹ con. Trời ơi, cháu gian lại chú mà chú Tư. Chú đã hứa thì chú giữ lời giùm, bấy lâu nay chú tròn tín nghĩa, cháu đòi ơn chú nhiều lắm. Trời ơi, lại hiểu lầm nữa rồi. Thiệt, nó ấm ức cho tôi quá mà. Có ai hiểu được giùm cho tôi nè trời. Tao nói thiệt rồi nghe, tao coi bé cũng như là trời ơi, tôi nói bậy nữa rồi. Xin lỗi mợ nghe. Tôi tức quá mà mợ thì trời ơi, khổ quá. Vậy chứ tôi hỏi tại sao mà hồi đó mợ ưng cái thằng mắc dịch. Ồ, mợ ưng cậu Hùng chi vậy? Tại vì anh Hùng là ân nhân đã hai lần đem cháu khỏi tay thần chết. Tại vì anh đã tỏ lòng yêu cháu và thề không cần quay lưng nhìn qua dĩ vãng sau hai lượt quyên sinh. Tại vì cháu buông cơ gỡ danh vợ cho gia đình trước miệng lặng lưỡi môi của xóm giềng khó tin. Tại vì cháu buông cho một người đừng bệnh rịnh xót thương cái nhan sắc tầm thường của một loài quá rửa nhuy mà bỏ lỡ công danh. Khi tương lai một đời đang hồi sáng rỡ, bỏ người yêu thời gian phấn nở, cháu phải phụ phàng cho chàng dẫn dối ra đi. Taxi cho nó hao, cho nó mau. Còn tôi phải đem xe xách vỏ chợ về cho lẹ lẹ để mợ hai nấu nướng cho kịp đãi. Bà và cô ba còn ghé thăm cô Thúy rồi còn đi dự lễ. Đãi đàn ai mà cá cua gà vịt cả đống vậy? Một mình cô hai làm sao lo cho kịp? Dạ con không biết. Dạ nghe nói đâu cậu hai sắp về đây chơi một người bạn, bà mới đãi đàn phơ tiệc để coi mắt.
chàng rể tương lai. Tôi là cha trong nhà mà tôi không biết không hay. Hai, chồng con về con có biết hay là không? Dạ thưa ba, con nào có biết chuyện gì đâu. Mẹ con nó càng ngày càng lỏng nhất là cái con nghe hương. Từ ngày bỏ nghề y ta tới nay đua đòi theo bọn cùng sở với nhau. Bà coi mỗi ngày nó thêm tết tệ mà mẹ nó không biết dạy con. Phải chi mở có ba đầu sáu tay và thêm bốn chân mới chạy cho kịp. Thôi bây giờ thì thêm đỡ hai chân hai tay của chú vô nữa đi mới nấu kịp cái bữa tiệc bất tử bất từ này, kẻo con hai nó bị rề bị mắng tội nghiệp nó. Ông không yêu cầu thì tôi cũng tự nguyện xung phong xuống bếp nữa. Em ơi, mở coi xuống coi sắp xếp chuyện gì trước gì sau. Giờ để tôi đi làm bàn gạn dịch này trước đã. Sao nó si còn mặt mít toàn chơi với ba cái nồi niêu son chảo son siêu nồi chén bát đầu. Mở hai, thấy cái không khí trong nhà này càng ngày càng thêm ngột ngạt. Cậu hai thì đi, đi hoài đi mãi. Còn bà với cô Hương thì như nuốt phải gai, như nhìn phải lửa mỗi khi chạm mặt mở. Còn ông chủ, ông chủ thì sức khỏe mỗi phút mỗi giảm suy. Tháng ngày gặm nhâm lương tâm, gió vàng đôi mắt xa xăm, tâm thần nửa tỉnh nửa mê. Mắt nhỏ lệ miệng lặng câm, con thông cảm lòng người cố hận. Mong cho dĩ vãng được chôn vùi, lấy cay đắng thay ngọt bùi. Cho bên chồng Phật sự yên vui, nên mở mà đành giả điếc giả đuôi. Chỉ dẫn cho cái thằng, ủa mà cậu Hùng, cái bọn trẻ già non lòng. Nghiệt ngã nhiều càng xót xa thương vợ, sao càng ngày càng nhát nhẽo thờ ơ. Chú Tư ơi, chồng thương vợ nồng hậu bao nhiêu, thì cũng chồng chất bấy nhiêu hờn dôi. Lỗi lầm xưa chứ ai hỏi đến, nên lửa hờn ghen mới nhen nhâm vừa căm hờn. Chồng thương vợ trong nỗi đau đớn âm thầm, cổ họng nghẹn ngào không tiếng, buồn gan nức nở chẳng rên. Làm sao chia sẻ nỗi hờn ghen, khi thuyền chung như ố quen, tình chung thủy cơn đau âm thầm như ngộ độc. Dốc ngốt lòng yêu mà cũng nắng chiều ghen hờn. Tuổi của tôi cũng đang bậc cha mẹ, cha mẹ chồng của mợ. Tôi thấy tình cảnh của con dâu nhà này mà tôi cũng xót xa. Người ta nói máu chảy ruột mềm mà qua đây với mẹ con bay. Mở ai đây, tuy là nước lạ người dân, nhưng bức giấy còn đóng rừng tay, huống hồ gì à? Trời ơi, sao mà có cho tôi quá vậy nè trời. Chú Tư, chú nói gì vậy chú Tư? Tôi nói đây là cái lẽ ở đời, cái tình đồng loại, cái tình tương liên đó mở hai. Trước mắt tôi mở là vợ hiền dấu thảo,
quá là con tôi, ủa con của ông chủ tôi, nó chọn vợ chẳng lầm, thì tại sao nó lại thay tâm đổi dạ, quên lời tha thứ, khư khư giữ nếp sống lành, bắn đi cư xử hẹp hòi. Thương chồng phải lụy vì chồng, dám đô đêm và bưởi bồng riêng tay ơi. Bây giờ chồng dân chồng hòn, mai kia hết dân tình nồng hơn xưa. Đi, bà chủ và cô ba về tới kìa. Đi chết. Chú Tư ơi, làm ơn hỏi thực đơn bữa nay giùm cháu nha. Rồi xuống phụ cháu một tay nha chú Tư. Yên chí, để ra tôi. Dạ, dạ mơ hai xin bà ra thực đơn để biết nấu cái gì trước cái gì sau. Biểu nó lật sách gia chánh ra, lật cái mục cua thì làm cua, mà lật căn gà thì làm gà. Còn bà với cô ba thì ngồi nhà trên mà chỉ tay năm ngón. Ngon dở chị cũng nhắm mắt phê bình, bắt bẻ đủ điều ác giọng đè chê. Đại đọa thắng tay mới thỏa dạ vừa lòng. À bữa nay ai móc miếng mà thay lời trở giọng, chú là tài xế hay là ông chủ nhà, mà bắt bẻ tôi lại lớn tiếng rầy ra. Muốn làm tài xế tà hay muốn bị gậy ăn xin. Trời ơi, Lan ơi, không mà. Con tôi mà. Trời ơi, mà. Ôi trời ơi, để tôi nói cho bà không phải làm sao tôi nói. Cái đồ khốn nạn, để tao không, ủa để tôi khóc. Nó dùng tiền bạc nó giết con tôi nè trời ơi. Còn mày, mày là thằng nào? Mày vào đây làm cái gì? Có phải mày là cái thằng phá không? Ba, hả? Anh Hùng là người cứu con thoát chết đó ba. Dạ, dạ cháu cứu. Cứu ai? Cứu, dạ, dạ dạ chào hai bác. Ủa nó vậy hả? Thôi xin lỗi nghe, xuống con gái coi, đừng giật mình. Nói vậy cháu đây là dạ, dạ hai bác ở chơi, cháu xin phép. Dạ, vì tới giờ nhập trại. Dạ bác ở chơi. Trời tướng tốt quá ta. Lan, biểu coi. Nói vậy cái thằng này nó không phải là cái thằng nó phá hoại đời của con đó sao? Vậy thì trời ơi, còn cái thằng nào? Trời ơi, nó phá hoại đời con tôi, nó giết con tôi. Tôi phải đưa nó ra tòa. Ủa, ra tòa. Ba, việc đã lỡ rồi, nhục nhã nhiều rồi. Dạ lại cũng do con liều mạng sống này để cho ba má được yên vui, không xấu hổ vì họ hàng, chứ có phải là tại ai đâu. Con à, con có biết từ cái phút được tin con, đem ban cả cuộc đời trong trăng, ba thấy như mình vừa uống liều thuốc đắng, vật vã cả linh hồn và bức rứt cả lương tâm. Sự đã qua xin ba má chớ sầu, con xong bổn phận hiếu để vuông tròn gia đình ta, nay chỉ còn có con quê tôi mong vừa tròn. Chỉ đừng lo, đừng nghĩ đến tương lai của em hay của Tuân.
vì hiện tại bệnh của chị chưa thuyên giảm. Còn cánh chim xanh bỏ vườn tình hận bay mất tận phương nào. Còn đâu nữa mà gan tiếng kêu gào, chỉ còn lại đây một niềm tủi hổ mà cả gia đình ôm lấy để sớm. Cả những gì của chị xin nhường lại cho em, nhường cả bổn phận làm con và cả mối tình đầu mà từ lâu em vẫn thầm mơ ước. Không, chị đừng nghĩ quá như vậy, dù cho đó là một sự thật. Em ơi, cũng bởi vì đó là một sự thật nên chị năn nỉ em. Em hãy nghe lời chị nói đấy, có thể coi như là lời đắng đuối. Chị Lan, Lan, sao con nói quấy quá vậy con? Hả? Đời không đang sống cùng đồng nghĩa với một sinh hoạt đã chết đi rồi. Không nhỉ, chỉ là một thứ hoa tàn, nhưng em không có quyền làm cho chị khổ, và mọi người đều muốn chị được an vui. Chị biết thế nào mới giữ được hạnh phúc lâu dài, và thế nào sẽ bị người tình khinh bỉ, chót để cho mộng đầu tan vỡ thì chỉ cam đành với số phận của mình thôi. Ồ, sao mà đông quá vậy nè? Bác sĩ về chết, bệnh nhân chưa được khỏe, xin quý vị hiểu cho. Thôi mình về ông ha, để con Huệ nó. Có cô y tá đây giúp đỡ con rồi má. Để Huệ đi học đi, về đi em. Thôi má về nghe con. Cô uống tí sữa nhé. Dạ cảm ơn cô, tôi không thấy đói. Cô cho phép tôi nằm một mình yên tĩnh một chút. Cô đừng phiền nhé. Không có chi, chào cô. Anh Tuấn, không vào được bây giờ đâu. Ô kìa, Huệ à, Lan nằm phòng số mấy? Tôi đã nói, anh phải đợi vài giờ nữa, tới tối chúng mình trở lại, vì bác sĩ cấm. Trời ơi, vậy là tôi phải làm sao bây giờ? Chỉ còn hơn 30 phút nữa là tôi phải lên đường rồi đó. Hay là... Anh đi đâu mà nửa tiếng nữa phải lên đường chứ? Hôm qua, trước khi chị Lan định tìm cái chết thêm một lần nữa, thì chị ấy có nhắn lại với anh. Xin đừng trọn vẹn mối tình. Chỉ
còn mấy mươi phút giây ngắn ngủi tôi sẽ lên đường xa xứ. Không biết lòng đã thứ tha cho người bà phận hay còn căm hận kẻ trắc nết lang tâm khéo dấu che tội thiếu chung tình. Một chuyến đi như phủi sạch một công trình, mà hai đứa từng chùm đầu toan tính, tưởng chừng như sẽ tác biển dời sông. Nhưng bây giờ kể như đã uổng công, bao năm chăm sóc nâng niu một đóa hoa hàm tiêu, chỉ một chiều lỡ đến để chòm ong lũ bướm nó bay vào. Đành rằng chị Lan mang tội nóng nổi với mọi người, trong đó có anh. Nhưng nghịch cảnh anh thừa biết nó từ đâu ập tới mà. Huệ muốn đổ tội cho tôi đó phải không? Mà cũng có lẽ tôi là duyên cơ, là thủ phạm cũng nên. Tuân, nỗi hận sầu dễ làm cho miệng lưỡi đắng cay. Em chỉ muốn anh xét lại tình huống của người yêu để rộng lòng tha thứ. Vì chân mỹ của tình yêu là sự thứ tha vô lượng, mà kẻ yêu đương coi như một lợi khí để trông giữ thành trì tình ai. Em muốn hành động ngược lại hoài bão của chị Lan, bằng lời kêu gọi đôi bên đừng nghĩ đến hai chữ tuyệt tình. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định rời khỏi Sài Gòn này và hấp tấp chọn cho mình một tương lai sáng làng. Huệ, Huệ nói với Lan giùm tôi lời vĩnh biệt, vĩnh biệt quê nhà và vĩnh biệt tình yêu. Anh Tuân, anh đừng quên em gái của Lan vẫn giữ trọn cảm tình và hình bóng người yêu của chị. Vĩnh biệt Huệ. Không, anh nên nói tạm biệt thôi. Xin, xin từ giả Huệ. Tuân, nhớ gửi thơ cho em nhé. Thượng lộ bình an. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây, trời đài hai đứa vì thiếu tờ duyên. Rừng còn thấy lá tình vẫn chưa yên, thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang nỗi nhịp cầu thước hẹn đến mai sau, ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao xa, rừng vắng qua bao là sâu. Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau, quên đi cho hết một kỷ thương đau. Đâu.
Mỡ. Người ta coi hát, người ta cảm động, người ta khóc là phải rồi. Còn mỡ, mỡ thì sao vừa hát vừa khóc con mình anh vậy? Không biết nè. Thấy con Cẩm Tú nó bị đòn bị bỏng hoài hả? Cháu chịu không có nổi, mới vậy. Nhưng mà sợ má cháu với cô ba nó nghe thấy đó, nó mới lén ra đây khóc thầm cho bớt khổ. Tôi nói không phải nói chứ, mỡ làm dâu mà người ta coi mỡ như là con ở không bằng vậy đó. Còn con của mỡ nữa, bởi vì nó cũng là cháu nội của mình. Mà tôi không hiểu tại sao mà cái nhà này lại coi như là một thứ trôi sông lạc vợ vậy không biết nè. Bổn phận làm dâu, nhà không người ăn kẻ ở, thì mình phải lo làm cho chú Tư. Nhà chồng có thương thì nhờ, bằng không thì cũng cam chịu, chứ đâu có dám than gian. Tôi thấy hoàn cảnh cô mợ mà tôi muốn đứt ruột vậy đó. Lâm khi tôi muốn nói quịch tẹt ra hết, để ít ra cũng cứu vớt được mẹ con. Trời ơi, cháu gian lại chú mà chú Tư. Chú đã hứa thì chú giữ lời giùm, bấy lâu nay chú tròn tín nghĩa, cháu đòi ơn chú nhiều lắm. Trời ơi, lại hiểu lầm nữa rồi. Thiệt, nó ấm ức cho tôi quá mà. Có ai hiểu được giùm cho tôi nè trời. Tao nói thiệt rồi nghe, tao coi bây cũng như là trời ơi, tôi nói bậy nữa rồi. Xin lỗi mợ nghe. Tôi tức quá mà mỡ thì trời ơi khổ quá. Vậy chứ tôi hỏi tại sao mà hồi đó mỡ ưng cái thằng mắc dịch. Ủa mỡ ưng cậu Hùng chi vậy? Tại vì anh Hùng là ân nhân đã hai lần đem cháu khỏi tay thần chết. Tại vì anh đã tỏ lòng yêu cháu và thề không cần quay lưng nhìn qua dĩ vãng sau hai lượt quyên sinh. Tại vì cháu muốn cứu gỡ danh dự cho gia đình trước miệng lặng lưỡi mũi của xóm giềng khó tin. Tại vì cháu muốn cho một người đừng bệnh rịnh xót thương cái nhan sắc tầm thường của một loài quá rửa nhuy mà bỏ lỡ công danh. Khi tương lai một đời đang hồi sáng rỡ, bỏ người yêu thời gian không nỡ, cháu phải phụ phàng cho chàng dẫn dối ra đi. Khi đem tiền về nhà mở, tôi đã gặp rồi người ấy phải không? Chuyện ngày qua đã vùi chôn dưới mồ, phương chi ngày nay cháu đã có chồng. Chuyện xưa xin chú hài chôn kính trong lòng. Thì ra chú đây mà báo hại tôi đợi cả tiếng đồng hồ. Thưa ba mới về. Tại bà bảo khỏi rước ông để ông đi taxi cho nó hao, cho nó mau. Còn tôi phải đem xe xách vỏ chợ về cho lẹ lẹ để mợ hai nấu nướng cho kịp đãi. Bà và cô ba còn ghé thăm cô Thúy rồi còn đi dự lễ hải quân gì đó. Đấy, đằng ai mà cá cua gà vịt cả đống vậy? Một mình con hai làm sao lo cho kịp? Dạ con không biết. Dạ nghe nói đâu
cậu hai sắp về đây với một người bạn. Bà mới đại đằng phơ tiệc để coi mắt chàng rể tương lai. Tôi là cha trong nhà mà tôi không biết không hay. Hai à, chồng con về con có biết hay là không? Dạ thưa ba, con nào có biết chuyện gì đâu. Mẹ con nó càng ngày càng lỏng nhất là cây con nghe hương. Từ ngày bỏ nghề y ta tới nay đua đòi theo bọn cùng sở với nhau. Bà coi mỗi ngày nó thêm tết tệ mà mẹ nó không biết dạy con. Phải chi mở có ba đầu sáu tay và thêm bốn chân mới chạy cho kịp. Thôi bây giờ thì thêm đỡ hai chân hai tay của chú vô nữa đi mới nấu kịp cái bữa tiệc bất tử bất từ này, kẻo con hai nó bị rề bị mắng tội nghiệp đó. Ông không yêu cầu thì tôi cũng tự nguyện xung phong xuống bếp nữa. Em ơi, mở coi xuống coi sắp xếp chuyện gì trước gì sau. Giờ để tôi đi làm bàn gạn dịch này trước đó đã. Sao nó si còn mặt mít toàn chơi với ba cái nồi niêu son chảo, son chảo son siêu nồi chén bát đồ. Ở đây bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. Thank you.
chi mà tiếc nuối, kể cho từ nay đuôi ngã đuôi đường. Quan, xin em đừng vội vàng cất bước, chẳng thà trên nẻo quan mang anh phải tan nát tấm thân cho đáng hình hài tên tử tội. Còn đã gặp lại nhau xin em đừng vội nói tiếng chia lìa. Nơi bến cổ đò xưa có những đêm mì trắng nước nồng vời, nước vẫn trong canh khuya còn sáng tỏ. Sao em nỡ để duyên mình đi gãi đổ cho đắng, ái tình càng lắm mi trái ngang, lại càng thấm thiết nghĩ lại càng thêm sâu. Trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luân lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quan. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương, người mà không biết yêu đương ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.